Ok anh em, và đây là những cái vật phẩm ở cái bát 57 nha anh em. Khải đánh giùm cho anh Tùng anh em ơi, hơn 150 bot xanh và hơn 120 bot đặc biệt thì sẽ được những vật phẩm như thế này. Đó. Những món đồ anh Tùng đang cần thì hôm nay nó cũng đã ra luôn. Đó. Rồi, chuyện kháng cả 11, chuyện kháng cả 1. Đó. Ok, và chúng ta cùng định giá thử cho anh em xem nha. Ở lần này thì với bát 57 này thì server cũng đã đến cái thời điểm đó là hơn gần 4 tháng rồi. Thì đồ hiện tại thì nó cũng tục giá rồi anh em ơi. Nhẫn này kháng lôi 27 sinh lực, lực 18 thì khả nghĩ nó khá là rẻ thôi, không có mắc lắm đâu. Nhẫn này cao lắm là 5 đến 10 kim anh em ơi, tại vì không có sinh lực nội lực, khá là cùi. Rồi, cũng được thôi, không có mắc lắm. Rồi, cái tiếp theo đó là cái nhẫn kháng lôi 29 sinh lực được 37, nhẫn này thì bèo lắm, bắn được tầm 10 cho đến 15 kim nè, 10 đến 15 kim ở thời điểm hiện tại. Đó, sau này thì cái tục giá hay không không biết nha. Còn hồi trước nhà cũng rất là nhiều món đồ đẹp bán rất có giá, nhưng mà tầm này càng ngày nó càng giảm nè. Hồi nhẫn kháng lôi 25, nhẫn này cũng bèo lắm, từ 10 đến 15 kim nè, 10 đến 15 kim. Nếu bán được giá thì 20. Đó. một gia truyền may mắn 2, truyền may mắn 2. Một truyền may mắn 2. Một truyền may mắn 2. Cái này thì vài chấm xu cho đến vài kim anh em, không mắc lắm đâu. Rồi ngọc bội này, anh đang tìm ngọc bội 540 sinh lực lực thì anh em thấy không? Sinh lực 156, nội lực 118, ngọc bội này thực sự quá đẹp anh em ơi. Ngọc bội này bán cái bèo lắm, 5 đến 10 kim. 5 đến 10 kim nè. Đó, sinh lực đẹp. Rồi ngọc bội mắn 5. Mình bán năm này thì dòng 2 thì ở đó mà bán thì ngọc bội này cũng bèo lắm, được 5 kim cho đến 7 kim nè. 5 đến 7 kim ngọc bội này bán năm. Nếu bán được giá thì khoảng chục kim hơn. Rồi nhẫn 540 sinh lực lực dòng 1 luôn, đẹp không? Thân pháp 6. Nhẫn này thì đừng mua, ảnh đang cần luôn. Nhẫn này quá đẹp luôn. Nhẫn này được bán chắc cũng được chục kim, chục kim quay đầu nè. Chục kim thì hơn chục kim tí. Rồi nhẫn này cũng dùng 2 này rẻ hơn, dùng 2 chắc là 5 đến 10 kim hơn một chút nè. 5 đến 10 kim nữa, nếu mà rẻ rẻ thì cũng 5 kim, 6 kim, 7 kim. Bán được giá thì cũng hơn 10 kim. Rồi gia truyền này cũng vậy nè em ơi. Kháng cả 11, thực sự là lâu lắm rồi. Từ cái đợt mà bắt kia đã ra gia truyền kháng cả 16, thì gia truyền này được kháng cả 11, nhưng mà kháng bằng thấp quá nè em ơi. Được sinh lực, gia truyền này chắc cũng được tầm 5 đến chục kim, 5 đến 10 kim, nếu bán thì tầm 5 giá đó. Còn gia truyền này cho nè em ơi. Rồi đó, ở bát 57 này thì được những món đồ như đó gọi là siêu phẩm nè. Và đây là những vật phẩm của những con boss thường lúc nãy cho anh em xem sơ qua. Thì ở cái rương con này thì nhận được ít món đồ như là nón kháng lôi 23, sinh lực nội lực. Đó. Vũ khí sát thương 36 đẹp đẹp thôi, không được gì hết. Rồi một cây vũ khí làm chậm 40 dùng 2. Một cây vũ khí làm chậm 40, nội lực 135. Và một bộ tay kháng lôi 19 và sinh lực 139. Một cái vũ khí kháng lôi 29 dòng 2. Vũ khí này chỉ bán được 2 đến 3 kim. Rồi cái làm chậm này cũng vậy nè, 2 đến 3 kim thôi, khá rẻ, tầm này rẻ rồi. Lúc đầu thì có thể 1 triệu hơn, nhưng mà tầm này mấy món đồ này rẻ rồi. Rồi đa lưng bình thường. Một cái cây vũ khí độc sát nội cam 40, sinh lực 97, khá là ok nè mày. Nếu anh em đồng trưởng nào chơi thì cái vũ khí này khá ok ấy. Ở bán 57 này thì thực sự ra một ít món đồ rất kiểu là kiểu nó 50-50 nè. Nó chưa được mát lắm nè. Đó như cái kích này nè, quên như cái chùy nè. Kháng hỏa 25, sinh khí sinh lực bình sắc 50 thôi, gác thấp luôn. Đó cho đẹp thôi, cái này cũng chả ai xài. Nhiều anh em bảo bán có người xài. Rồi cái nón nè, 23-30 nè, sinh lực nội lực, sinh lực 110, nội lực có 3, có 9 điểm thôi, gác thấp. Một chúng động. Rồi, đó, này là những cái bát trước. Rồi, nó khai các bạn ra. Rồi tiếp tục cái khác cho anh em xem. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục soi đồ ở đây anh em ơi. Được một số đồ như này đó, tầm trung này. Mấy đồ này thì anh em nào trong bang xài thì vứt cho anh em xài, anh em không có bán gì nữa. Đó. Mấy cái đồ xấu dòng này nó sinh lực nội lực này, đó. Rồi mấy dòng thổ bỏ đi, nó ngập bội này. Đó. Làm chậm 20 20 đại luôn anh em ơi. Đó. 20 quá trời sinh lực nội lực mật này, nhẫn này này. Đó. Không phải như là này không phải, này đủ rồi. Đây, này mới đúng rồi em ơi. Lúc nãy là sai em ơi. Lúc nãy là sai, này mới đúng rồi. Đó, là một rương trang sức rồi nè. Đây, tiếp tục đồ nè. Đó, mấy món đồ lúc nãy của cái bát 57 này. Đó, xấu dòng. Đó. Nón kim sinh lực 171. Cái độc, rồi, chuyển hóa. Chuẩn của vũ khí cái băng bỏng kim. Đó, đai thủy 17-30. Đây này cũng, anh em nào xài em hành xài cũng được. Rồi, đó. Này bao tay ra này, tròn gốm không nè. Phòng thủ 2 điểm à, vãi trưởng đúng tròn luôn.
rồi mấy cái nhẫn này đó, nhẫn thăng lôi, thăng độc sinh lực lực này nọ nè đó. Thăng lôi 19, cái này cho xe ngày 10 mang. Ngày 10 tầm này cũng chưa có nhiều những cái nhẫn như vậy nè. Ngày 10 xe á, ngày 10 cho anh em trong bang xài cũng chưa có nhiều. Đó, rồi vậy. Nhẫn sinh lực nỗ lực kim. Thăng lôi thăng pháp 5. Pháp 5. Này nỗ lực ngon ấy chứ. Này nó nỗ lực ngon chứ. Này cái nhẫn này thì cũng đường bông khá sao cũng ok nè. Này vứt qua tại vì khả đang cần mana nè mọi. Thực sự là khả đang cần mana. Đánh mà không có mana thực sự rất là tức nè. Đánh trận cũng kim mà mana có 650, khá là phèn luôn. Rồi. Được nhận đó, sinh lực cho năm nỗ lực cho nó bán tiếp. Đánh tiếp nha Trần Hùng ơi, đã khải tiếp tục xong này sẽ lên bát tiếp theo anh em ơi. Đây một cái vũ khí 540 nữa này. Đồng lại này. Anh em xem những món đồ này. Đó, 120. Sinh lực lực đó. Anh em sơ tổng sơ qua tại vì mấy món này nó bán không có tiền anh em ơi. Không bao nhiêu tiền hết đó. Không có nhiều tiền hết là khải cố gắng cho anh em xem sơ qua thì tổng thể là những vật phẩm nhận của ngày hôm nay. Đó, của bát 57 này. Đó. Sinh lực lực đầy anh em ơi. Mấy cái trong banh thì thực sự sinh lực lực anh em nào cần vứt rồi. Nếu đi chuẩn xếp đồ của năm động này nọ thì mới ra cần những ngọc bội như vậy. Một ngọc bội bắn hai nữ. Rồi ok. Hết đó nè. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bát 58 ở video tiếp theo nè em ơi. Ok anh em, và đừng quên để lại cho Khả một đăng ký kênh ủng hộ cũng như là nhấn nút like chia sẻ ủng hộ video này hơn 150 like nè em ơi. Rồi ok lên. Chuẩn bị đánh thêm cả trăm con nữa nha mọi người.